Xin chào các bác anh chị nhá. Thì hôm nay bên em nhân tiện đang xuất vườn cái cây giống gỗ Cù Hương, thì em cũng giới thiệu về cái cây giống này của bên em cho các bác nào mà chưa biết về cái cây giống này nhé. Thì cái cây Cù Hương là một trong những cái dòng cây gỗ thơm đang được các bác trồng rất là nhiều, và tiện hôm nay bên em đang bốc hơn 1.000 cái cây giống Cù Hương đi cho các bác này. Đây các bác phải nhìn đây, em đóng túi rồi, còn là tí nữa em sẽ vận chuyển và gửi đi cho khách thôi. Đấy, cái cây Cù Hương đang là một trong những cái dòng cây gỗ lâm nghiệp mà được bên em liên tục cung cấp đi cho bác, tại vì cái hiệu quả kinh tế của nó là một trong những cái dòng cây cho hiệu quả kinh tế rất là tốt, như là bền vững, đầu tư an toàn. Đấy, với cái lựa chọn là cây giống mà đầu tư an toàn thì cái cây Cù Hương này là một trong những cái dòng cây cho cái hiệu quả kinh tế ngắn hạn cũng dài hạn rất là tốt bác nhé. Đấy, hiện nay thì các công trình đang thu mua cái cây Cù Hương này với cái độ tuổi chỉ có 2 đến 3 năm tuổi thôi là người ta đã thu mua cái cây. Đấy, với chiều cao tiêu chuẩn là khoảng 2-3 mét cho đến 4 mét là người ta đã bắt đầu, người ta đã thu những cái cây công trình, và cái giá thành của nó đối với so với giá cây giống thì rất là ổn các bác ạ, cái cho cái lợi nhuận rất là cao. Vì vậy mà đây là cái cây mà đang được đầu tư trồng rất là nhiều, hàng năm thì bên em cũng gửi đi cho các bác rất là nhiều. Đấy, đối với những cái cây Cù Hương này thì các bác để được cái thời gian nó dài hơn từ khoảng 10 cho đến 15 năm mà đúng đủ độ tuổi để khai thác rồi ấy, thì cái giá trị của nó sẽ cao hơn, vượt trội hơn rất là nhiều. Đấy, thì cái chỗ này bên em đã lọc hết những cái cây cao đẹp để gửi đi. Đây các bác lại nhìn này, trong bầu túi bầu của em gửi đi này, hầu như là toàn những cái cây cao khoảng từ 40cm thôi. Đấy, như cây trên tay của em nó chỉ được khoảng 30 thôi, nhưng mà những cái cây mà em đã nhặt cho khách thì chủ yếu nhặt cho những khách những cây cao này. Đấy, 40 này, 40-50 đấy, toàn bộ nhặt cho cây cao, còn những cái cây nhỏ hơn thì bên em để lại để chăm cho nó đẹp hơn để gửi đi cho các bác nhé. Đấy, bác nào mà đang có đất bỏ trống thì cái cây Cù Hương này là một trong những cái lựa chọn cực kỳ tốt để gia tăng thu nhập cho gia đình các bác nhé. Đấy, cái Cù Hương này thì là Cù Hương ta của Việt Nam từ xa xưa, thì cái cây Cù Hương này thì đã được sử dụng rất là nhiều rồi. Cái Cù Hương hay trong miền Nam thường gọi là cái cây xá xị đấy các bác ạ. Đấy, xá xị là một cái cây gỗ thơm đấy, được chiết xuất tinh dầu cũng như là sử dụng gỗ làm cái đồ thủ công mỹ nghệ rất là nhiều. Cái giá thành của cái sản phẩm tinh dầu Cù Hương thì trên thị trường thì rất là cao đấy, và giá các sản phẩm mỹ nghệ từ đồ gỗ Cù Hương cũng khá là cao các bác nhé. Nên là cái cây này thì được đánh giá là cái cây kinh tế đấy, tại vì năm nào bên em cũng cung cấp đi cho bác, năm nào bên em cũng nhân giống cái cây Cù Hương này cũng cung cấp đi cho bác rất là nhiều hàng năm luôn đấy. Ngoài ra đây các bác, bên kia bên em vẫn đang ươm rất là nhiều cái cây Cù Hương để phục vụ cho bác kìa. Đấy, cái tiêu chuẩn cây cao đẹp đấy. Cái thời điểm này thì cũng trồng cũng rất là hợp lý thôi. Cái Cù Hương thì là một cây gỗ rất là dễ trồng, có cái tốc độ phát triển rất là cao các bác nhé. Các bác mà đang muốn mua cái cây giống Cù Hương chuẩn nhất thì có thể liên hệ cho bên em nhé. Đấy, bên em sẽ hỗ trợ và tư vấn và báo giá cho các bác cái giá tốt nhất. Còn video này em cũng xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.